ba điều cốt lõi tạo nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Phụ nữ khi kết hôn không phải chỉ để tìm một người chung sống cùng một mái nhà, mà kết hôn là tìm một nửa yêu thương để mang lại cho mình hạnh phúc. Đồng thời, mình cũng sẽ mang đến cho người ấy hạnh phúc. Một ngoại hình hoàn hảo với những điều kiện vật chất đủ đầy không phải là yếu tố cốt lõi để cuộc hôn nhân hạnh phúc. Vì cho dù bạn có cưới được một người đàn ông nhiều ưu điểm vượt trội đi chăng nữa, dù anh ấy vừa có vẻ đẹp ngoại hình, vừa giỏi giang kiếm ra tiền, lại có lối sống chuẩn mực đi chăng nữa, cũng không có gì đảm bảo là bạn sẽ trở thành một người vợ hạnh phúc, sẽ tìm thấy niềm vui và ý nghĩa cuộc đời trong hôn nhân với anh ấy. Vậy cốt lõi nằm ở đâu? Thật ra có ba điều cốt lõi tối quan trọng sau đây sẽ đảm bảo cho bạn một cuộc hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Thứ nhất, hôn nhân được xây dựng trên nền tảng tình yêu. Không phải cứ yêu nhau nồng nàn tha thiết là khi về chung sống sẽ được hạnh phúc đến hết đời. Song chắc chắn một cuộc hôn nhân không được xây dựng trên nền tảng tình yêu thì sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Hôn nhân không tình yêu như con thuyền chênh vênh trên biển. Khi trời yên biển lặng, con thuyền có thể sẽ bình an vô sự. Người ta cứ tưởng rằng như thế là ổn, là một cuộc hôn nhân mỹ mãn. Nhưng có ai ngờ đâu, chỉ cần một chút sóng gió nổi lên đã đủ khiến con thuyền ấy bị nhấn chìm xuống đáy vực sâu. Chỉ khi có được tình yêu thực sự, người ta mới dễ dàng tha thứ và bỏ qua cho nhau khi có những mâu thuẫn, những sai trái, lỗi lầm. Khi có tình yêu thực sự, người ta sẽ trở nên kiên nhẫn, rộng lượng và biết thương cảm cho những nỗi buồn và những giọt nước mắt của đối phương. Thứ hai, phải có sự hòa hợp về tâm hồn. Sự hòa hợp về tính cách và tâm hồn quan trọng hơn tất cả những điều kiện vật chất, ngoại hình và những thứ hào nhoáng bên ngoài. Chỉ khi hai tâm hồn có sự đồng điệu thì mới tạo nên một bản hòa âm tuyệt đẹp. Bạn mới cảm thấy ở bên người ấy lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái, thư giãn và luôn được là chính mình. Còn hai tâm hồn không có sự hòa hợp thì luôn luôn mâu thuẫn, xung đột, chẳng khác gì những nốt nhạc chát chúa rối loạn, khiến cả hai đều cảm thấy đinh tai nhức óc. Không đồng điệu về tâm hồn, những giây phút ở bên nhau sẽ trở thành ác mộng với những cuộc tranh luận, cãi vã và bất đồng quan điểm. Chỉ cần ở cạnh nhau một thời gian ngắn ngủi cũng đủ khiến người ta mệt mỏi, chán ngán, bất mãn và khó chịu, thì làm sao có thể duy trì được một cuộc hôn nhân mấy chục năm êm ấm. Thứ ba, có sự bao dung dành cho nhau. Một khi không có sự bao dung rộng lượng thì người ta nhìn đâu cũng toàn thấy khuyết điểm của đối phương. Một lỗi lầm nhỏ cũng có thể bị phóng đại trở thành tội lỗi tày đình trong mắt người kia. Bạn sẽ luôn cáu gắt, bất mãn, ngứa mắt với mọi hành động của người bạn đời của mình. Chuỗi ngày chung sống với nhau sẽ là những tháng ngày ngột ngạt, bí bách, đè nén, cam chịu. Còn khi có được lòng bao dung rộng lượng, bạn sẽ biến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Thậm chí một vài cá tính bướng bỉnh xấu xí, nhưng không đến mức gây hại đến ai của chồng, có thể còn trở thành một nét đáng yêu, một điều đáng nhớ trong lòng bạn.
cho đi bao dung rộng lượng, thì bạn cũng sẽ nhận lại sự bao dung rộng lượng. Điều đó sẽ giúp cho mối quan hệ vợ chồng luôn tốt đẹp, khiến hai người trong cuộc đều cảm thấy dịu êm và nhẹ nhàng mỗi khi ở bên nhau. Có được cả ba điều này, chắc chắn cuộc hôn nhân của bạn sẽ rất mỹ mãn, hòa hợp và lâu bền.